Đồng hành cùng học văn chị Hiền để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Trước hết thì chị có một số những cái thông tin về tiểu sử của Nam Cao như sau. Thì Nam Cao sinh ra ở trong một gia đình nghèo, cuộc sống nghèo đói bệnh tật đã đeo đuổi Nam Cao từ khi ông còn nhỏ. Thì chúng ta được biết đó là Nam Cao sinh ra năm 1915 và mất năm 1951, thì ông ấy trưởng thành trong một cái giai đoạn mà xã hội Việt Nam cực kỳ là đen tối và đầy sóng gió. Và ông ấy quê ở tỉnh Hà Nam và tên thật của ông ấy là Trần Hữu Chi. Đấy, chị chia sẻ thêm, còn nếu mọi người không nhớ được thì phải nhớ những cái thông tin ở trên slide của chị để mà chúng ta có những cái thông tin chắc chắn nhất và đúng nhất về ông ấy. Và Nam Cao thì nhà Nam Cao thì rất là nghèo, và cái làng Đại Hoàng quê hương của nhà văn thì cũng rất là nghèo. Và trong gia đình nghèo như vậy, đông con thì Nam Cao là người duy nhất được học hành tử tế, với những cái tưởng tường thành nó, ông ấy là những cái tường ông ấy là tường thành chỗ dựa cho mọi người về sau. Nhưng cuộc sống đói nghèo và bệnh tật thì đã đeo đuổi Nam Cao từ khi ông còn nhỏ. Năm 1935 thì sau kỳ thi thành trung bị trượt thì Nam Cao vào Sài Gòn kiếm sống, mang trong mình nhiều ước mơ và dự định rất là lớn lao. Nhưng mà bệnh tật thì vẫn không buông tha cho Nam Cao và buộc ông phải trở lại quê. Và ở Sài Gòn trở về thì Nam Cao tự học và thi đỗ lại thành trung. Và ông định xin đi làm công chức nhưng do bệnh tật thì lại không được chấp nhận. Và Nam Cao lên Hà Nội dạy học trong một trường tư thục của một người trong họ Mở. Và chính cuộc sống của anh giáo khổ trường tư nơi đây đã cung cấp cho ông những cái cảm nhận sâu sắc về người trí thức tiểu tư sản, nghèo trong xã hội cũ, và trở thành một cái chất liệu cho ông viết cuốn tiểu thuyết Sống Mòn sau đấy. Tức là từ những cái trải nghiệm, từ những cái trải nghiệm thật của ông, từ cái hoàn cảnh riêng biệt của ông cũng như là hoàn cảnh chung của đất nước lúc bấy giờ, thì đã tạo nên đã đóng góp cho Nam Cao, để tạo nên cho Nam Cao những cái phong cách nghệ thuật riêng. Và chính Nam Cao đã sử dụng những cái chất liệu hiện thực mà ông ấy đã từng trải qua, đã từng cảm nhận được để viết nên những cái tác phẩm. Thế nên đây là những cái tiểu sử mà mọi người cần phải nhớ để viết và bàn một cách sâu sắc nhất. Chính vì bởi cái hoàn cảnh nghèo này, bởi cái cuộc sống nghèo đó, bệnh tật này đã khiến cho ông viết ra, khiến cho ông có những cái cảm nhận sâu sắc nhất về thân phận của cái người tri thức tiểu tư sản, bởi vì ông cũng là người tri thức tiểu tư sản nghèo khổ và là một anh giáo của trường tư thục. Và chính thế nên là ông ý hiểu và ông ý sáng tác ra được những cái tác phẩm như vậy. Và nhưng mà năm 1941 thì Nhật xâm lược Đông Dương, nếu như mọi người học lịch sử, thì ngôi trường đó bị đóng cửa và Nam Cao thì phải sống chật vật bằng nghề viết văn cũng như là dạy thuê, và cuối cùng cũng không thể tồn tại được ở cái chốn thị thành đó, và Nam Cao đành phải về quê. Thì đây cũng là một trong những cái ảnh hưởng đến ông, bởi vì ông ý trải qua những cái hiện thực tàn khốc đấy, trải qua những cái thất bại và những cái khổ cực ở trong cái xã hội phong kiến đó. Thế nên là ông ý hiểu và ông ý đã sáng tác ra được rất nhiều, và chính cái cuộc đời mà Nam Cao trải qua thì sẽ mang nhiều cái nét tiêu biểu cho cái tầng lớp trí thức tiểu tư sản nghèo trong xã hội cũ, rồi đổi đời trong chế độ mới nhờ ánh sáng cách mạng. Và ông thì đã hy sinh với tư cách là một nhà văn chiến sĩ trong khao khát tiếp tục có nhiều đóng góp cho dân tộc và cho quê hương. Và mọi người sẽ thấy là ở trong tác phẩm của ông ấy thì sẽ có hai đối tượng mà ông hướng tới, đó là tri thức tiểu tư sản nghèo và người nông dân. Hầu hết là trong tất cả các tác phẩm mà có thể giao cho mọi người thì sẽ chỉ có hai đối tượng này thôi. Đó. Tiếp theo là về con người của Nam Cao.
Thì nói tới Nam Cao thì chúng ta phải nhớ tới ngay một con người có tấm lòng nhân đạo sâu sắc, đúng không? Có ý thức gắn bó thủy chung với nhân dân, với những người nghèo khổ và trước hết là người thân trong gia đình. Và đây chính là cái nguồn sức mạnh giúp Nam Cao đứng vững trước những sóng gió cuộc đời và là động lực thúc đẩy người tri thức này trong cái cuộc đấu tranh để vượt lên chính mình. Có thể nói thì Nam Cao là cái người mà suốt đời day dứt với cái cảm nhận chịu ơn, mắc nợ, mắc tội với những người thân trong gia đình. Đây là chị chia sẻ thêm thì Nam Cao thì đó là người bà ngoại ở quá từ năm 22 tuổi, một đời vất vả nuôi con cháu, hay là người mẹ hiền lành lam lũ, người vợ chịu thương chịu khó, người dì bé ấm nhà văn từ tấm bé. Và hình ảnh những cái con người ấy thì nhiều lần trở đi trở lại trong những cái trang văn của Nam Cao. Thứ trong sống mòn đã có lần tâm sự rất là chua chát, đúng không? Đó là những kỷ niệm ấy biết bao lần đã trở về trong trí óc y, chúng trở về nuôi dưỡng khi y định thực hành hay là đã thực hành xong một cái mộc ăn chơi. Biết bao nhiêu lần đang đi đến một tiệm ăn, y sực nhớ đến bà, mẹ, vợ, em mà lại thấy chân rã rời, bước ngập ngừng hơn một chút rồi đột nhiên quay gót lại. Tức là chính những cái tấm lòng nhân đạo sâu sắc đấy và chính những người bà, người mẹ, người dì đã ở bên Nam Cao là một nguồn cảm hứng để Nam Cao sáng tác ra những cái tác phẩm như vậy. Và đây là những cái mà đặc điểm con người của Nam Cao tác động cực kỳ lớn tới tác phẩm của ông. Hầu hết là trong tác phẩm nào ông ấy cũng thể hiện một cái tấm lòng nhân đạo rất là sâu sắc với con người. Và thứ hai đó chính là tình cảm gắn bó với gia đình ở Nam Cao thì cũng gắn liền với tấm lòng ân nghĩa với quê hương. Nam Cao hiểu và yêu những người nông dân nghèo khổ cực kỳ là lớn lao luôn ấy. Và những cái con người ấy thì cái những cái con người mà Nam Cao tái hiện ở trong tác phẩm của mình đều được bắt nguồn từ hiện thực, từ những người mà Nam Cao đã được nhìn thấy, được tiếp xúc, thậm chí là được trải nghiệm cùng họ. Và những con người ấy thì bề ngoài rất mộc mạc, có khi thô lỗ, nhưng bên trong thì lại luôn mang nhiều phẩm chất đáng quý. Và viết về họ thế nào cho đúng là vấn đề Nam Cao luôn rất là trăn trở. Và nhiều truyện ngắn về nông dân của Nam Cao là sự đền ơn đáp nghĩa với những cái người nuôi dưỡng, giúp đỡ nhà văn và là bản tố cáo cho bản tố khổ chứ cho cái cuộc đời, đồng thời là lời minh oan chiêu tuyết cho phẩm chất tốt đẹp mà của họ với cái bùn nhơ của xã hội cũ đó. Và mọi người có thể thấy là một cái đặc điểm nổi bật của con người Nam Cao liên quan đến phong cách nghệ thuật của một nhà văn, một phong cách nghệ thuật của ông, đó chính là người tri thức tiểu tư sản, có một cái đời sống tâm hồn không mấy là bình lặng và yên ổn. Đó là trong nội tâm của Nam Cao ấy, thì bản thân ông thường xuyên diễn ra sự dằn vặt, sự đấu tranh để đè nén những ham muốn, dục vọng thấp hèn, để vượt lên chính mình và vươn tới cái cuộc sống ý nghĩa hơn. Đó. Và nhưng mà đây chỉ là chị giới thiệu thêm thôi. Và qua đấy thì mọi người có thể thấy là chính bởi cái đặc điểm ở trong con người Nam Cao như thế, là một người có tấm lòng nhân đạo rất là sâu sắc, là một người có tấm lòng ân nghĩa với quê hương và những người nông dân nghèo khổ. Chính vì vậy, những nhân vật mà ông xây dựng nên trong tác phẩm của mình rất là ít khi có một cái cuộc sống bình thản và khuôn mặt thì lúc nào cũng cau có, đăm chiêu, đầy day dứt và hối hận. Và có thể nói mỗi truyện ngắn của Nam Cao chính là sự hình tượng hóa sâu sắc chính bản thân ông, chứ chính cái trải nghiệm của ông. Và một con người như Nam Cao có lẽ thì theo sẽ xây dựng những cái nhân vật có chiều sâu tâm lý cực kỳ lớn mà chúng ta vẫn luôn thường nói đó là nhà văn miêu tả tâm lý nhân vật mà chị sẽ giới thiệu mọi người ở trong phần nghệ thuật sau đó. Thì đấy là những cái mà mình cần phải nhớ để khi mà mình giới thiệu với tác giả
thì mình giới thiệu những cái thông tin nó sâu sắc nhất và những cái thông tin ảnh hưởng đến cái tác phẩm của ông, chính là bởi vì hoàn cảnh ông ấy nghèo khó, bởi vì bệnh tật đeo đuổi ông, thế nên ông hiểu được cái cuộc sống nghèo như thế nào để mà ông ấy tái hiện lại trong trang văn của mình, bởi vì ông ấy đã từng trải qua sự chật vật trong nghề viết văn dạy thuê, thế nên ông ấy mới sáng tác ra được những cái tác phẩm cũng nói về vấn đề như vậy. Và bởi vì ông ấy có tấm lòng nhân đạo sâu sắc, có lòng yêu thương với cả những người nông dân nghèo, thế nên ông ấy đã tái hiện những cái nhân vật hiện lên vô cùng là khiến mình phải thương cảm. Đó là những cái mà mình cần phải nhớ về khi mà mình giới thiệu về Nam Cao nhé. Cái đoạn đấy thì mình không cần viết dài, một đoạn đấy thì mình chỉ nên viết từ 7 đến 10 dòng. Thế nên là mình hãy cố gắng chọn lọc những cái thông tin mà nó sâu sắc nhất, nó ảnh hưởng đến những cái tác phẩm mà được cho ở trong đoạn trích. Ở phần đọc hiểu của các em thì bài của mình nó sẽ hay hơn và sâu sắc hơn rất là nhiều. Và đây mới là phần chính, đó là phong cách sáng tác của Nam Cao về mặt nội dung và về mặt nghệ thuật. Thông thường ở cái phần viết văn của mình đúng không? Thì mình sẽ có những cái đề như là em hãy phân tích những cái nét đặc sắc trong nội dung và nghệ thuật của truyện ngắn ở trên, em hãy phân tích cách kể chuyện trong truyện ngắn ở trên, em hãy phân tích nhân vật trong truyện ngắn ở trên. Thì về cơ bản nó vẫn là theo chương trình mới, nó vẫn chia là nội dung và nghệ thuật của thể loại đó. Và khi mà mình học về nội dung và nghệ thuật của Nam Cao thì các em sẽ biết là không chỉ với Chí Phèo mà với tất cả các tác phẩm khác của ông thì ông ấy đều viết về nội dung như vậy và nghệ thuật như vậy. Thế nên là chị sẽ giới thiệu cho các em những cái nội dung đề tài mà ông ấy hay viết cũng như là nghệ thuật mà ông ấy thường sử dụng trong tất cả các tác phẩm của mình, để khi mà các em gặp một tác phẩm khác mới hơn, một tác phẩm mà mình chưa bao giờ được gặp, thì mình sẽ có những cái kiến thức nền để mà mình có thể áp dụng và viết được. Thế thì đến với phong cách sáng tác của Nam Cao thì trước hết là về mặt nội dung. Thì Nam Cao như lúc nãy chị đã giới thiệu thì được xem là đại diện xuất sắc nhất của trào lưu văn học hiện thực phê phán, tức là ông ấy phê phán hiện thực đang có để khắc họa những cái con người sống trên cái hiện thực đó. Và từ những cái trang viết của ông thì bộ mặt xã hội thực dân nửa phong kiến vào những năm cuối của chế độ thực địa hiện lên rất là sinh động với nhiều hình tượng nhân vật gây ấn tượng sâu sắc. Và trong những cái trang văn của ông thì Nam Cao thường xoay quanh hai đề tài chính, đó là đề tài về xã hội nông thôn, người nông dân và đề tài về tầng lớp tri thức tiểu tư sản. Chị sẽ phân ra làm hai đề tài và trong hai đề tài thì có nhiều chủ đề khác nhau. Và đó thì đấy là toàn bộ tác phẩm của ông ấy thường viết về hai đề tài này, và trong đó thì có nhiều những cái chủ đề khác nhau, và bây giờ chúng mình sẽ đi tìm hiểu. Và chắc chắn là khi mà cho một ngữ liệu khác ngoài Chí Phèo, các em hoàn toàn có thể làm được. Đầu tiên đó là đề tài nông thôn, nông dân, với chủ đề đầu tiên đó chính là tái hiện bức tranh nông thôn. Thì như ở trên slide chị cũng có ghi, nhưng mà chị cũng sẽ nói thêm cho mọi người, đó là Nam Cao thì xuất hiện ở chặng cuối của trào lưu hiện thực phê phán. Thì với cái đề tài nông thôn, nông dân thì ông là người đến muộn. Trước đấy thì đã có rất là nhiều những cái tác giả cũng viết về đề tài này, viết về đề tài nông thôn, nông dân, và đây cũng là cái đề tài mà rất là quen thuộc trong văn học đúng không? Và khi đó thì cũng có rất là nhiều những cái tác phẩm thành công rồi, cũng đã có những cái bút rất là lừng lẫy. Và tuy nhiên thì Nam Cao xuất hiện như được thừa kế và học hỏi thành tựu của những người đi trước rất là nhiều. Và
Tuy nhiên thì làm sao để có thu hoạch mới trên mảnh đất từng được nhiều người cày xới là thử thách đặt ra với Nam Cao. Bởi vì ông ấy không muốn dẫm lên bước chân của người đi trước và ông ấy có ý thức là khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa có. Và bằng cái nhìn hiện thực rất là phác cả cùng với cả tài năng nghệ thuật độc đáo của mình thì Nam Cao đã vượt lên cái tình huống thử thách này, cái tình huống mà trước đó đã có rất là nhiều người biết tới, thậm chí là cũng có những cái tên tuổi cực kỳ là lớn. Và ở đây thì chị giới thiệu cho mọi người một chút, đó là bức tranh nông thôn trong tác phẩm của Nam Cao thì khá là đặc biệt. Ở đây không phải là những cảnh thơ mộng đẹp đẽ. Mọi người có thể thấy nhá, những đêm trăng, gió thổi rười rượi hay là những cái mọi người học trí phèo rồi đúng không? Những cái miêu tả của ông ấy về đêm trăng, về vườn chuối thì có đúng không? Nhưng mà không nhiều, các cảnh ấy không hề nhiều và bao trùm lên toàn bộ thôn quê. Trong tác phẩm Nam Cao là cái không khí sơ sát, hoang vắng và nghèo đói đến mức rợn người, không phải là nghèo đói bình thường mà là nghèo đói đến mức rợn người, đến mức mà nó trở thành một cái nỗi ám ảnh cho tất cả những cái người đã trải qua cái thời kỳ đó. Chúng mình hãy nhớ đến hai chữ nghèo đói nhé. Mọi người có thể thấy là ở nhiều tác phẩm của Nguyễn Công Hoan hay Ngô Tất Tố thì cuộc sống của nông thôn ở của hai tác phẩm hai tác giả này thường ấy là diễn ra rất là náo động và rất là om sòm luôn, rất là sôi nổi, rất là nhiều cuộc đối thoại. Nếu mà mọi người đọc Tắt Đèn rồi đúng không, hồi lớp 8 có học bài Tắt Đèn của Tức Nước Vỡ Bờ của Ngô Tất Tố thì mọi người sẽ thấy là cuộc sống nông thôn ở đấy khá là náo động và om sòm, và các nhà văn thì hay tả những cái âm thanh rất là dồn dập, đe dọa này, dữ dằn hoặc kêu than thảm thiết. Thì đấy là một cái mà chị gợi ý để mọi người có thể có một cái đoạn sáng tạo ở phía cuối. Thì trái lại qua cái ngòi bút của Nam Cao thì đường làng ngõ xóm thì rất là vắng vẻ, ruộng vườn thì cằn cỗi xác xơ, mọi sinh hoạt thì thu gọn vào trong các mái nhà. Nông thôn thì hoang vắng và im ắng đến mức mà buổi trưa người ta nghe được tiếng vặn mình của thớ gỗ trên xà nhà, và nếu không có sự ồn ào thì đó chỉ là trong chốc lát. Mọi người sẽ thấy đó là cái ồn ào của những vụ rạch mặt ăn vạ, đâm chém hay la làng. Và như mọi người đã được học đúng không, thì chính trên cái nền cảnh tĩnh lặng này thì nó mới làm nổi lên cái tiếng chửi tức tối của Chí Phèo cô độc hay giọng hờ của những người đàn bà hóa. Mọi người sẽ thấy là nhân vật trong tác phẩm của ông thì ít nói to, và thì chỉ thì thầm tâm sự với nhau mà thường là toàn những cái chuyện buồn. Ví dụ như là mọi người nên đọc thêm những cái tác phẩm như là Một Đám Cưới, Lao Giận đó, thì mọi người sẽ thấy là những cái cuộc hội thoại giữa bố con Dần trong một đám cưới, nó mang cái tính tâm sự cực kỳ là nhiều và toàn là những cái câu chuyện buồn. Chị xin lỗi ở trên slide bị sai chính tả đúng không, chuyện buồn nhá. Hay là giữa Lam Giận và Mụ Lợi cũng vậy, và Nam Cao thì hay diễn tả độc thoại nội tâm rất là nhiều. Mọi người cũng thấy điều này được nói tới ở trong Chí Phèo đúng không, và nhiều nhân vật nông dân của ông ấy thì ngồi ngẫm nghĩ về thân phận của mình rất là nhiều. Ví dụ như ở trong tác phẩm Từ Ngày Mẹ Chết hay là tác phẩm Điếu Văn thì mọi người nên đọc thêm những cái tác phẩm đấy để tự có cho mình, tự có một sự chuẩn bị cho mình trong mặt ngữ liệu. Càng biết nhiều ngữ liệu càng tốt, bởi khi mình biết đâu chẳng may mình gặp thì nó lại là một điều rất là may mắn đúng không? Và bức tranh nông thôn trong sáng tác của Nam Cao thì phản ánh chính xác bộ mặt nông thôn Việt Nam những năm cuối cùng của chế độ thuộc địa, vừa bị bòng rút, vừa bị vơ vét của cải và đang đi tới nạn đói khủng khiếp năm 1945.
Và mọi người sẽ thấy là nông thôn ở đây chính là cái hoàn cảnh điển hình để xô đẩy người nông dân vào tình trạng bần cùng hóa và lưu manh hóa. Hầu như tất cả tác phẩm của ông đều đã khắc họa cái bức tranh nông thôn rất là ảm đạm, thậm chí là rất là sơ sát, hoang vắng. Và mọi người sẽ thấy là bức tranh nông thôn này chính là phản ánh chính bộ mặt nông thôn của Việt Nam những cái năm cuối của chế độ thuộc địa. Và đây là cái chủ đề đề tài đầu tiên cũng như là cái chủ đề thuộc cái đề tài này, để khi mà mọi người viết về nội dung, mọi người vẫn biết là không chỉ là khắc họa cái nhân vật đấy đâu, mà còn khắc họa cả cái khung cảnh một cái bức tranh nông thôn bao trùm ra nữa, thì bài của mình sẽ sâu sắc hơn rất là nhiều. Thế thì đây sẽ là cái chủ đề đầu tiên về bức tranh nông thôn. Thứ hai, đó là về số phận người nông dân nghèo khổ và bần cùng. Thì trên cái bối cảnh nông thôn tiêu điều và sơ sát, thì ngòi bút của Nam Cao đã diễn tả thấm thía cái tình trạng nghèo túng và số phận bi thảm của người nông dân. Và phần lớn thì nhân vật nông dân của ông là con người ở cái bậc thang xã hội cuối cùng, thậm chí là cuộc đời thì không thể nào là khổ hơn được nữa. Họ bị hoàn cảnh xã hội tàn phá khốc liệt, bị chà đạp cả về thể xác lẫn nhân phẩm, nhân tính. Thế thì mọi người có thể nhìn thấy là ở trong chính cái tác phẩm Chí Phèo của mọi người đã học ở trong bài 3 đúng không? Chị không được trực tiếp dạy mọi người ở bài Chí Phèo, tuy nhiên chị nghĩ là mọi người đã nắm chắc kiến thức khá là chắc chắn rồi. Thế thì chúng ta hoàn toàn hiểu đúng không? Đó là Chí Phèo thì miêu tả cái bi kịch trên con đường trở về của nhân vật trung tâm cùng tên, đó là Chí Phèo. Thế thì Chí Phèo đúng không? Cũng là một cái nhân vật ở đáy của xã hội, thậm chí là không được coi như là một con người. Chí Phèo chửi toàn bộ làng Vũ Đại. Hắn vừa chửi những gì chung nhất, và càng ngày đối tượng chửi thì càng thu hẹp và càng cụ thể. Tuy nhiên thì không một ai lên tiếng cả, đúng không? Tuy nhiên là không một ai lên tiếng cả, và nó tự nhủ rằng cả làng Vũ Đại tự nhủ rằng là chắc nó trừ mình ra, không ai lên tiếng cả, tức thật. Ô thế này thì tức thật, tức chết đi được mất. Và mọi người sẽ thấy là hình tượng nhân vật Chí Phèo đã được đẩy lên đến cái mức độ quái quỷ, và hình tượng này thì diễn ra qua cái tiếng chửi. Qua mỗi lần chửi như vậy thì con người Chí Phèo hiện ra một cách rõ rệt và cụ thể hơn, và mọi người sẽ thấy là Chí Phèo bị là cả làng Vũ Đại khinh bỉ, và trong con mắt của làng Vũ Đại thì không ai coi Chí Phèo là tồn tại trên đời, thậm chí còn thấp hơn cả con người. Và đây là cái hình phạt, đây là một cái hình thức trừng phạt con người tàn nhẫn nhất trong xã hội, đó là loại bỏ con người ra khỏi cộng đồng, ra khỏi xã hội. Chí Phèo chửi đúng không? Chí Phèo tìm mọi cách giao tiếp với con người, đó chính là bằng cách chửi, đó là quay trở về với đồng loại và chấp nhận cái hình thức giao tiếp tồi tệ nhất, đó là chỉ mong có kẻ chửi vào mặt mình, nhưng mà cũng không được. Bởi vì sao? Bởi vì là cái làng Vũ Đại này rất là khinh Chí Phèo, và nếu mà họ chửi lại đúng không, thì ít ra họ vẫn còn coi Chí Phèo như một con người. Nhưng mà còn đằng này thì trong mắt của làng Vũ Đại, Chí Phèo thậm chí là không tồn tại, và một cách nhục nhã nhất mà vẫn không được. Ở đây thì có thể nói thì Nam Cao đã thể hiện một cái là sự tước đoạt cái quyền giao tiếp của con người, trừng phạt bằng cái việc là gạt bỏ ra khỏi xã hội, và qua đấy thì tô đậm cái sự cô độc của Chí Phèo. Giữa một xã hội loài người như vậy mà lại trơ trọi một mình, bản thân hắn không biết ai sinh ra mình đúng không? Và đấy là đấy là cái sự mà
Và không chỉ có nhân vật Chí Phèo đâu, mọi người đọc những cái tác phẩm khác của Chí Phèo thì mọi người cũng sẽ thấy những cái nhân vật như vậy, những cái nhân vật mà ở bậc thang xã hội cuối cùng của con người không thể nào khổ hơn được nữa, họ bị đối xử không như một con người mà chỉ như một con vật, và họ bị hoàn cảnh tàn phá không biệt, bị chà đạp cả về nhân hình và nhân tính. Và mọi người sẽ thấy là nhé, trước đây đúng không, chị sẽ cố gắng phân tích trên tác phẩm Chí Phèo, bởi vì mọi người học rồi thì mọi người sẽ có cái hình dung rõ nhất, bởi vì nếu chị nói tác phẩm khác thì chị sợ là mọi người chưa đọc, nhưng mà mọi người nên đọc thêm. Và Chí Phèo chỉ là một cái ví dụ thôi, và đây là những cái chung mà tác phẩm nào ông ấy cũng viết tới nhá. Thứ hai đó là họ bị hoàn cảnh tàn phá khốc liệt, bị chà đạp cả về nhân hình và nhân tính, thì đó là cái hoàn cảnh đã chà đạp về nhân tính của nhân tính của Chí Phèo, đó là làng Vũ Đại không một ai coi hắn là con người. Thế biết đâu nếu mà làng Vũ Đại chỉ một người thôi đúng không, họ thể hiện cái tình yêu thương với Chí Phèo, có một sự bao dung và đồng cảm với hắn, thì biết đâu lại kéo được hắn ra khỏi cái vũng lầy đó. Nhưng mà không, chỉ đến khi Thị Nở thôi, nhưng mà cuối cùng thì Thị Nở cũng không thể kéo hắn ra được. Còn về nhân tính thì mọi người, à còn về nhân hình là về mặt thể chất thì mọi người sẽ thấy là vết sẹo của Chí Phèo đúng không, đó là cái sẹo trên mặt của thằng Chí Phèo, tức là những cái lần đâm chém rạch mặt ăn vạ, nhưng mà những cái vết sẹo đó không phải do người khác gây ra mà là do chính Chí Phèo gây ra. Và mọi người sẽ thấy là chính vết sẹo mà Chí Phèo rạch lên trên mặt là cái thứ mà ngăn cản không cho Chí Phèo quay về cuộc sống lương thiện. Những cái tiếng kêu của cuối tác phẩm ấy, ai cho tao lương thiện, làm thế nào cho mất những vết mảnh chai trên mặt này, tao không thể là người lương thiện được nữa, là bởi vì về mặt nhân tính là đã không, nhân hình là thậm chí còn không thể giữ được, và nhân tính nhân phẩm cũng đã bị tha hóa theo. Và mọi người sẽ thấy là những cái nhân vật ở trong tác phẩm của Nam Cao thì các gia đình nông dân thì được xây dựng là ít khi được trọn vẹn, mà mang trong mình những cái nỗi đau mất mát ly tán, như là vợ quá, con côi, gà trống nuôi con, mẹ già vắng vẻ. Đồng hành cùng học văn chị Hiền để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.